Đây là chiếc Hyundai Santa Fe sau khi bên em đã hóa cứng cái đầu vè lại thì về đang lắp lại trả cho chiếc xe. Đấy, form dáng sẽ được lại tái tạo lại như nguyên bản cái ban đầu này và cái form sẽ giữ được vững như này. Đấy, đây là một chiếc còn đây là một chiếc lồng vè của chiếc Toyota Camry và sau khi bên em đã làm lại con này từ 2015-16 rồi nha anh em nhé. Thì đây đã làm lại và phục hồi lại gần như là hoàn toàn cái form dáng cho chiếc xe cái lồng vè này. Đấy. Và có cái lồng vè này còn có bị rách bị thủng rồi nhé và bên em vẫn có thể phục hồi lại hoàn toàn cho chiếc xe này. Đấy, sau khi mà làm xong này thì nó form dáng nó trở về như nguyên bản và có sẽ có độ dẻo của cái lồng vè. Đây là cái độ dẻo của lồng vè nó sẽ có nhé, nên anh em yên tâm là sử dụng trong vòng 4 5 năm không thoải mái mà không ảnh hưởng gì đến xe của mình là đến cái lồng vè nữa. Còn ngoài ra thì hôm nay bên em có nhận thêm một chiếc Ford Everest nữa. Đây anh em thấy ạ. Như mà cái lồng vè nó còn mới nguyên như từ trong hãng đi ra thì chiếc xe này vừa mới lấy xong thì có qua bên em phủ luôn thì cái lồng vè của nó form dáng nó vẫn là đang đẹp như này và anh em chỉ cần phủ lên thôi thì cái độ đẹp và phục hồi nó sẽ tốt hơn rất là nhiều là khi anh em đã đi mà nó sệ xuống rồi mới làm. Đấy, nguyên bản này cứng cáp như này sau đưa hóa chất vào đây nó sẽ ngấm vào đây và nó sẽ giữ lại được cái form dáng cho anh em như này nhá, với cái gói bảo hành đến tận 5 năm anh em nhá, cho đi trọn đời được xe luôn. Đấy, anh em mà chưa biết phủ hóa cứng lồng vè đâu thì ngay Agala Thái Nguyên anh em nhé.